thông tin anh em mong chờ từ lâu. Các vị tướng được hiệu chỉnh, nhớ nhé, đây là đấu rank 5v5 ở tại mùa 21, không phải là chế độ giải trí. Rất là nhiều vị tướng được thay đổi về cái lối chơi. Và đừng quên bấm nút like và chia sẻ cho bạn bè của mình, tránh tối cổ nhé. Nếu các bạn muốn trải nghiệm trước 18 tháng 1 qua bản Đài Loan nhé. Mừng ngày Tết đến, sale tới bến. Giảm giá lên đến 30% toàn bộ ARK trên shop. Sở hữu skin SSS từ 50k. Nhận miễn phí quân huy khi truy cập shop. Nhanh tay đăng nhập tngshop.vn từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 1 để nhận phần quà khổng lồ ngày cuối năm nha. Tăng sức mạnh là lại có trang phục. Đó có thể là một cái câu rất là đúng với vị tướng Timmy này. Sau khi các bạn xem xong video này thì S sẽ gửi đến cho anh em về phần 2 các vị tướng hiệu chỉnh sức mạnh tăng và giảm. Trong clip này là các vị tướng thay đổi cái lối chơi và sửa bộ thức thôi. Còn điều chỉnh tăng và giảm các bạn có thể thấy các vị tướng đó, thấy chưa nào? Thông tin chi tiết sẽ được S gửi tới cho anh em ở video sau nhé. Nào, cùng tìm hiểu thôi. Đầu tiên là Timmy. Khi các bạn vận dụng chiêu 1 sẽ nhận được hai loại giáp giúp cho anh em có thể dễ dàng băng trụ và băng xả tiếp cận kẻ địch dễ dàng hơn. Hai loại giáp này là giáp phép và giáp vật lý nhá. Tăng rất là nhiều, tối đa khi các bạn mắc chiêu là 240 giáp phép và 240 giáp vật lý. Rất là tuyệt vời. Hãy thử tưởng tượng một Timmy có thêm cả đồ giáp vật lý nè. Ví dụ nhà khiên thất truyền có thêm cả giáp Gaia kết hợp thêm quả chiêu 1 này thì nó đỉnh chóp ra sao rồi đó. Không chỉ vậy, chiêu cuối rất là quan trọng, một chiêu thức để ao các vị tướng sốc đam kẻ địch, tăng bắn kính lên giúp anh em thể dễ dàng chiêu cuối hơn rất là nhiều, tức là chúng ta dễ dàng bao quát hơn. 6m lên 8m đỉnh luôn mấy ông ơi. Anh em coi đi, 6m nó chỉ bé tẹo 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 này thôi, chỉ cần kẻ địch bị showman đẩy thì rất là khó hồi sinh đúng không? Bây giờ giải quyết rồi. Giảm độ khựng theo bạn tung chiêu cuối, bởi vì anh em biết đó, tung chiếc cuối anh em bị khựng lại cái đoạn nhỏ thì bây giờ giảm khá khá rồi, rất là tuyệt vời. Toàn là những thông tin hay ho và thú vị thôi. Ở bản sau thì Timmy anh nghĩ rằng nó sẽ quay trở lại bá đạo hơn, đặc biệt khi mà cấm trụ bị xóa khi một vị tướng băng xả lại hồi sinh Timmy. Thời tới rồi anh em ơi, ngày tàn của Zip tới rồi. Đọc cái nội tại nghe có vẻ phê. Sau khi hóa mập bản thân, tức là hút chiêu 2 đó, các bạn nhận được 25% miếng thương, trâu quá. Nhưng mà để đánh đổi cái này ấy, thì Zip mất quá nhiều thứ. Đầu tiên chúng ta phải kể đến cái thuộc tính đó nhá. Đó là phạm vi đánh thường nó giảm xuống nè. Kiểu chúng ta thường hay quen một cái Zip nó tung chiêu 1 sau khi đánh thường rất là đau đúng nào. Giảm độ cứng đòn đánh, tức là cái giảm độ cứng đó. Xóa bỏ là khu vực phân định sát thương đòn đánh thường ở phía sau. Nhưng cái các bạn cần chú ý nhất ấy, đó là ở chiêu 1, chiêu 2 nhá. Chiêu 1 bây giờ các bạn ném vào lính quái các bạn đánh thường ấy sẽ không còn có thể gây cái lượng sát thương cộng thêm, khiến cho việc các bạn ăn mục tiêu, tấn công tướng, ăn các bùa lợi bị giảm áp lực rất là nhiều. Chiêu 2 nè, xóa bỏ nốt lính nốt quái, các bạn sẽ không còn có thể nốt lính và nốt quái. Và thêm mới cho anh em là khi các bạn hóa mập ấy, các bạn bị giảm 50% tốc độ chạy. Trời ơi. Mặc dù là ok là có bù đắp một vài thông số khác, nhưng mà chỉ quan trọng là không còn có thể hút lính, hút quái. Đây là một cái sự thiệt thòi rất là lớn rồi. Chiêu cuối thì giảm thời gian hồi chiêu và tốc chạy để có thể tiếp cận kẻ địch tăng hơn. Nói chung là ra chuồng gà rồi anh em ạ. Đợt chỉnh sửa này căng đi nhá. Khả năng sốc đam của Pain sẽ bị giảm xuống một chút tính bất ngờ. Thời gian giữa hai đòn đánh thường từ 0,8 giây lên 1 giây. Thực sự thì khi mà con Pain này quái nội tại là tăng tốc độ đánh ấy, và tối đa lên đến 90% tốc độ đánh, thì việc tăng này là để cân bằng lại, tránh cho Pain nó quá bá đạo. Kiểu nhanh thế này rồi thì anh em lại không cần phải lên cái đồ đánh nhanh, nó vẫn còn bá đạo đúng không nào? Nội tại nè, đòn đánh thường cường hóa ai cũng biết rồi, nhưng mà thêm mới, sau khi tung chiêu tốc đánh cộng 30%, các bạn tung chiêu 1, các bạn tung chiêu 2 hoặc là các bạn tiếp cận kẻ địch bằng chiêu cuối ấy, thì đồng dạng đều tăng rất là khỏe và bá đạo. Đấy là điểm khác biệt nha anh em. Nhưng mà cái không vui ở đây ấy, chúng ta phải kể đến là ở cái chiêu 2. Nhưng mà nói chiêu 1 đầu tiên đi. Chiêu 1 thêm mới, thời gian xuất hồn tăng 40% miếng thương, quá đỉnh và quá hợp lý. Cái này em phải nói là rất hợp lý nha anh em nhá. Bởi vì khi các bạn vận dụng chiêu 1 ấy, kể cả là các bạn từ trụ ra hay là các bạn chạy trốn, rất là hay bị kẻ địch sốc đam. Đó là một cái cách thức mà em nghĩ rằng nhà làm game họ đã sửa đúng cái điểm mà anh em cần. Nhưng cái chiêu 2 nè, khi các bạn tung chiêu xong thì các bạn mất 0,2 giây khựng
thì các bạn mới có thể đánh nội tại. Đây là cái điểm không ai vui đúng không? Chiêu cuối tới đánh nội tại, sau đấy chiêu 2 đánh nội tại. Mà chiêu 2 xong muốn đánh nội tại phải đợi 0,2 giây. Lỡ mấy con sốc đan như kiểu con Zuka hay sao? Nó sốc mình một cái lên bảng mà trước kịp tung chiêu thì nó oan uổng quá đúng không? Nhưng mà ai bảo con Pain nó khả năng sốc đan nó nhanh và nó ghê gớm quá. Thành ra phải có sự thay đổi đó. Và chút tốc độ đánh đó coi như là sự bù đắp cho sự thiếu hụt này. Chiêu cuối xóa miếng thương. Miếng thương này được chuyển xuống chiêu 1 nhá. Em thấy là rất hợp lý. Anh em thì sao? Comment dưới video nhé. Như từng gửi đến cho anh em ở bản máy chủ thử nghiệm, đó chính là Aoi ấy. Sau khi sửa đổi Aoi bây giờ thì bạn đang đu chiêu 2 có thể trừng trị xuống cướp bùa cái địch, sau đó lại đu tiếp. Và đồng dạng không chỉ là ở chiêu 2 mà cả chiêu cuối. Chúng ta thường hay mắc cái vấn đề với Aoi, đó chính là sử dụng chiêu cuối để dứt điểm mục tiêu nhưng mà lại không thể trừng trị được hay là không thể tê tái được ở trong cái thời điểm đó. Bây giờ xóa nhòa tất cả rồi anh em. Các bạn đã xem video về 5 tính năng hay ho thú vị ở bản mới mà F gửi tới cho anh em chưa? Tê tái ở cái phiên bản mới, các bạn là khi trừng trị lên tướng địch, chỉ cần là lính hoặc là mục tiêu là bùa ở cạnh, nó đồng dạng sẽ trừng trị lên con bùa đó, giúp cho anh em trừng trị auto chúng và auto khỏe. Nói chung là ở cái bản mới này, con Aoi quá trời lợi thế, cướp phá rừng cứ gọi là tuyệt đỉnh nhá. Đu hai lần qua, trừng trị cái nhẹ lại đu tiếp. Trời ơi, nhìn đến cảnh cái địch cay mà cảm thấy hà lòng hà dạ quá trời luôn. Luyện Aoi đi anh em ơi. Còn Modern ấy, Ad từng làm clip review cho anh em rồi. Đó là bây giờ các bạn sẽ có 10 nội tại của Modern và nó sẽ giảm dần theo thời gian, chứ không phải là một phát mất luôn. Tuyệt vời đúng không? Các bạn chỉ cần đánh thường thôi, sẽ tích tụ và để dành thời gian tăng tiến lên rất là nhiều. 10 điểm nhé anh em ơi, rất là nhiều giáp và tuyệt vời. Đương nhiên để mà tránh quá bá đạo thì họ sẽ giảm một chút thông số, đó là cái tầm này, và một chút lượng công vật lý cơ bản được gia tăng, giúp vị tướng này ở đoạn đầu game sẽ tuyệt vời hơn. Đương nhiên là thời gian giai đoạn bắn thường sẽ được giảm xuống, giúp anh em có thể bắn nhanh, bắn lẹ. Chiêu 1 bây giờ khác biệt rồi nhá. Anh em đừng có nhớ một Modern ở phiên bản trước mà bây giờ là một Modern mới hoàn toàn khác biệt. Cái chiêu 1 này giúp anh em có thể tăng tốc độ chạy và có thể cấu đỉa cái địch tuyệt vời với hai viên đạn. Vẫn là hai viên đạn nhé anh em, chẳng qua là thời gian hồi chiêu nó tăng hơi bị nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cái chiêu 1 và cái nội tại nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Bây giờ nó khác biệt rồi. Mỗi cái tự dùng một chút. Điểm hay của chiêu 2 này tức là các bạn có thể đẩy và làm choáng cái địch luôn, chứ không cần phải là chiêu cuối rồi chiêu 2, mà bạn có thể thẳng trực tiếp, chỉ cần sử dụng chiêu 2 là đủ rồi. Hay ho và thú vị chưa mấy ông ơi? Giờ chỉ cần đẩy là choáng nhá. Và chiêu cuối tác dụng như nào khi không cần phải sự phối hợp từ chiêu 2? Chiêu cuối các bạn thả ra, kẻ địch trong phạm vi của chiêu cuối sẽ bị chịu thêm khoảng 20% lượng sát thương. Và nội tại của anh em càng nhiều, lượng sát thương của anh em có thể gây ra càng đỉnh chóp. Sự khác biệt hay ho và thú vị, hy vọng Modern sẽ trở lại bá đạo nhá. Nếu các bạn từng xem video clip S review về Oma mới ở bản máy chủ thử nghiệm ấy thì sẽ rất là quen thuộc. Đầu tiên cái nội tại nhá, các bạn có thể choáng liên tục, chỉ cần nhân phẩm tốt là được. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng làm choáng của Oma khi nó tung chiêu cuối hoặc là các chiêu thức khác. Chiêu 1, tung chiêu xong là các bạn phải tung chiêu lần thứ 2 để thể khống chế cái địch thì thời gian hồi chiêu mới chạy. Trên clip là một cái video Oma mà Oma chưa thay đổi nhá, thì các bạn chỉ cần tung chiêu 1 xong thôi là các bạn được giảm thời gian hồi chiêu rồi. Còn sắp tới ấy, tung chiêu xong phải đánh khống chế thì thời gian mới chạy. Chiêu 2 thì sao? Trước đây là đánh người thì mới được búa. Còn sắp tới sau khi sửa, các bạn chỉ cần đánh lính quái là các bạn đã thủ trước cho mình cái búa đỏ rồi. Có búa đỏ thì rất là dễ chơi. Và trong tranh các bạn chỉ cần đập búa lên 3 con lính là được ngay búa đỏ. 3 tướng là được ngay búa đỏ. 2 tướng 2 lính được 2 điểm búa đỏ. Và đập thêm cái là chúng ta có búa đỏ, hoặc là có thể thừa lên một cái nữa cơ. Tuyệt đỉnh cung phu đúng không nào? Chiêu cuối thay đổi khá nhiều đấy nhé. Tiêu hao năng lượng ấy thì nó sẽ rất là tối ưu, nhưng quan trọng chiêu cuối nhá, anh em nhớ cho mình. Dùng chiêu cuối không thể tung được chiêu 1 là sự thay đổi mới mà sẽ giảm đi khả năng băng xả của vị tướng Oma này. Anh em đánh giá sao về sự thay đổi này? Hãy comment video nhá. Theo em đánh giá ấy, anh em nào mà thích một vị tướng trâu, có khống chế, có độ cơ động vừa phải, có thể bảo kê tốt trong đội và búp tuyệt vời trong đội hơn, Lumbua chỉ là sự chọn tuyệt vời cho anh em. Hiệu chỉnh ở chiêu 1, cái thứ mà các bạn cần quan tâm nhất ấy, không phải là thời gian giảm một chiêu bị tăng. Cái quan trọng đó là gì? Thêm mới, anh em có thể hút đầy kẻ địch và khống chế kẻ địch trong một giây. Đấy là sự khác biệt và tạo nên dấu ấn của một Lumbua mới.
mà húc đẩy này là húc đẩy cả tướng, lính và quái. Đẩy một thằng, trên đường thẳng tất cả sẽ bị hất tung lên. Đẩy và hất tung các kẻ địch ở trên đường thẳng. Tức là chúng ta đang có hai hiệu ứng thực chỉ ở đây, đẩy và hất tung. Vậy thì nếu mà kết hợp chiêu 1 và kết hợp thêm quả chiêu cuối, liệu nó có đỉnh không? Chắc chắn rồi. Không chỉ vậy đâu, chiêu 2 kế thừa ở chiêu 1 đó chính là giảm thương kẻ địch và cố định ở 20%. Tức là một chiêu 2 đó, chiêu 2 là vượt tường nhá, tức là có sự cơ động từ vị tướng Lumbua này. Nhưng mà cái ép điểm thích nhất ấy, đó là ở chiêu cuối. Anh em cứ lên thật là nhiều đồ máu cho vị tướng Lumbua này. Nó giống kiểu cơ chế nhà Roshi, rồi Senia. Tức là càng nhiều máu, anh em có thể gây ra càng nhiều lượng đam hơn. Và đó là đam phép 1k4. Quá ghê đúng không? Nếu mà một vị tướng máu giấy mà ăn cái quả đam này thì cũng không phải là có thể chịu nổi đâu anh em nhá. Kẻ địch dám tiếp cận gần đồng đội của mình ư? Sử dụng chiêu 1 diện rộng và khống chế địch ngay, hay là sử dụng chiêu cuối để khép góc giao tranh, là một vị tướng lý tưởng cho anh em ở tại mùa 21 nhá. Em nghĩ rằng nếu bạn nào thích dạng trợ thủ bảo kê nè, trợ thủ giao tranh kiểm soát, giao tranh tổng cực kỳ khỏe, hay kể cả là những pha phản ganh, thì Lumbua là sự chọn số 1 nhé. Sự thay đổi của Chao Na. Theo bản thân em nghĩ rằng sự thay đổi này của Chao Na nó sẽ hướng tới đây là một vị tướng đi sâu đường và đi mid nhiều hơn là một vị tướng có thể bảo kê cho toàn đồng đội của mình. Bởi vì chỉ cần đọc cái nội tại thôi, đó là tự tạo hiệu ứng cứ 6 giây một lần, bản thân Chao Na sẽ nhận là miếng khống và gây sát thương. Gây sát thương ở đây ấy, nó kết hợp với chiêu 2 có thể cộng dồn với nhau. Nó sẽ xóa miếng khống nội tại và xóa 10% miếng thương nha anh em. Còn cái vấn đề tăng tốc này ấy, thì nó không đổi quá nhiều, vẫn là 2 giây duy trì, nhưng mà từ 20% xuống chỉ còn 15%. 5 điểm tối đa nha anh em. Kết hợp chiêu 2 rất là hay ho và thú vị. Còn chiêu 1 thì sao nhỉ? Xóa bỏ hiệu ứng hóa giải khống chế. Bây giờ chiêu 1 của anh em tác dụng chủ yếu là gây sát thương thôi nhá. Chiêu 2 thay đổi rất là nhiều. Xóa bỏ cái vấn đề là đánh trúng tướng địch sẽ giúp cho anh em giảm 1 giây thời gian hồi của chiêu 1. Chúng ta sẽ không còn liên hoàn combo nó sâu chối nhau, giúp nhau giảm thời gian chiêu đâu. Cái thêm của nó là bản thân hóa giải khống chế và nhận thêm 0,5 giây miếng thương. Tức là nó chỉ là đơn thể thôi nha anh em nhá. Tức là chỉ bản thân Chao Na nhận được thôi. Và các bạn cứ cộng dồn như vậy, kết hợp với cái nội tại của Chao Na. Đương nhiên là cái lượng sát thương nó sẽ ít lên. Và nếu các bạn lên phép hoặc lên semi để mà chơi bị tướng Chao Na băng càn ấy thì sẽ rất là tuyệt vời. Em nghĩ rằng anh em thích cầm đi Chao Na slow và Chao Na mid sẽ thích sự thay đổi này. Nhưng mà nếu bạn là một Chao Na thích cầm đi trợ thủ và hỗ trợ đồng đội, chắc chắn sẽ không ưa thích gì lắm đâu nhá. Đó là sao? Chiêu cuối bây giờ của anh em ấy có gì? Xóa bỏ 10% miếng thương, xóa luôn. Xóa bỏ giảm 5 giây ở chiêu 2. Xóa bỏ vấn đề là vận dụng chiêu cuối ấy, là có thể thoải mái spam chiêu 2. Và đương nhiên rồi, thêm cho bản thân là bản thân và đồng đội nhận cái lớp sáp ảo. Và có tác dụng là hóa giải hiệu ứng khống chế cho cả đội, nhưng miếng thương là không có đâu anh em ơi. Không có miếng thương cho đồng đội mà chỉ có sáp ảo. Như vậy là nhà làm game họ đang muốn hướng tới Chao Na ấy, không chỉ đơn thuần là vị tướng đi trợ thủ nữa, mà là một người đi sâu đường và đi đường mid thông dụng nhất. Nói thật là em không thích sự thay đổi này. Em từng nói cho anh em rồi, đây là một clip về các vị tướng được thay đổi về cái lối chơi của nó. Cái nội tại thêm mới nè, thêm tung chiêu xong là các bạn nhớ đánh thường, bởi vì đòn đánh thường này bằng 6% mô tối đa của thêm. Các bạn nhớ đánh thường thật là nhiều nhé, đặc biệt là sau cái tung chiêu, giống như kiểu các bạn đánh ngộ không, đánh cưới nắc hay đánh Zuka thôi. Chiêu 1, nếu các bạn đang tung chiêu mà bị ăn khống chế, lập tức bị ngắt và trả lại 50% thời gian hồi chiêu và dừng ở vị trí đó, tức là vị trí thực đó luôn. Chiêu 1, chiêu 2 nó đồng dạng giống nhau nhá. Nếu bị ngắt ấy, được trả lại là 50% thời gian hồi chiêu. Nói chung là có một chút lợi ích rồi đúng không? Nhưng cái điểm chiêu 2 hay ho và mình thích ấy, đó là chiêu 2 bây giờ các bạn có thể hướng tới cái vị trí mà các bạn muốn tấn công. Các bạn có thể sẽ không còn phải phụ thuộc quả tốc biến, mà bây giờ các bạn có thể sử dụng chiêu 2 để dậm vào. Nhưng mà hơi đen là chiêu 2 mất làm chậm nhá. Chiêu cuối là gì? Chiêu cuối chơi phần trăm máu tối đa của bản thân của Thên đó anh em. Thên càng nhiều máu, chiêu cuối càng đỉnh cao, chứ nó không còn phụ thuộc vào cái lượng máu của kẻ địch là gì. Nói chung là Ed đang rất là kỳ vọng về vị tướng Thên này, đó là sự đột biến. Mina thì thay đổi không quá nhiều đâu, nhưng mà là thay đổi em nghĩ rằng nó rất là tuyệt vời. Bởi vì khi mà Mina
các bạn có đầy đủ cái thanh nội tại. Em đã từng gặp rất là nhiều tình huống éo le, đó là Mina hết năng lượng bởi vì các bạn spam chi một nhiều quá. Và dù là các bạn có đầy đủ cái thanh rồi nhưng mà các bạn lại không còn năng lượng để mà có thể spam chi một. Và bây giờ nhà làm game họ thấu hiểu điều đó. Sắp tới Mina ấy, anh em sử dụng chiêu 1 sẽ không lo về vấn đề là không có năng lượng nhá. Và chiêu 2 sẽ gia tăng cái lượng năng lượng tiêu hao. Nói chung là nhìn thì giống kiểu giảm sức mạnh, nhưng mà em không quan tâm cho lắm. Em nghĩ rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến vị tướng Mina đâu. Và đó là 10 vị tướng thay đổi về cái lối chơi và cân bằng lại một chút về Zip và vị tướng Pain. Anh em thấy sao ạ? Thực sự thì với sự thay đổi này, em nghĩ rằng con Thên này, con Lumbua, con Moren ấy, nó sẽ tạo nên sự đột biến rất là lớn. Còn các vị tướng khác thì em nghĩ rằng như là Timmy ấy, thì nó sẽ có cơ hội để chơi hơn. Còn Oma và Chauna thì em nghĩ là cái tương lai của nó cũng được tươi sáng chứ lắm. Đấy là suy nghĩ cá nhân của Ed thôi. Còn anh em thì sao? Ed đang rất là mong đọc được các bình luận của anh em nói về suy nghĩ cá nhân của anh em nhá. Tức là không cần phải anh em nghĩ rằng nó mạnh hay nó yếu, hãy bày tỏ cái cảm nhận của riêng anh em đi về các vị tướng này nó ra sao. Còn về video tăng giảm sức mạnh và giảm sức mạnh điều chỉnh về cân bằng tướng thì em sẽ để ở phần sau, tức là phần 2 của về vấn đề thay đổi sức mạnh tăng giảm tướng tại mùa 21. Nhớ nhé, đây là thay đổi của bản chính thức sử dụng để leo rank 5v5 chứ không phải là chế độ giải trí đâu. Chế độ giải trí nó khác, chế độ giải trí là chế độ chiến trường siêu hạn, còn đây là leo rank 5v5, nó áp dụng thực tế vào kết quả rank của anh em luôn đấy. Comment và đừng quên bấm nút like. Và nếu chưa đăng ký kênh, bấm nút đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất nhé. Yên tâm, 18 tháng 1, bên đài họ reset, em sẽ qua đó để có thể leo rank trước một tuần ở rank cao thủ đài. Và sau đó sẽ gửi tới cho anh em các cảm nhận về phiên bản mới, tránh cho chúng ta tối cổ nhé. Xem xong video của Ed, nếu các bạn thấy hợp gu và có ích, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận các video thông báo mới nhất. Xem video có mẹo của nó cả nha anh em. Nếu thấy hay ấy, thì bấm nút like. Không hay thì comment để góp ý. Nhưng quan trọng, xem video, bấm vào các mốc thời gian, xem các vị trí, vai trò các bạn muốn xem, đó là đặc điểm trên kênh của Tràm Game. Các bạn nhớ click theo mốc thời gian để xem thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhé.